Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay phải xin lỗi tất cả quý vị và các bạn một chút là chúng ta lên livestream muộn hơn so với mọi ngày một chút ạ. Muộn hơn hơi nhiều, một chút. Giờ này thì chắc là các quý vị khán giả cũng đã tới giờ cơm tối rồi đúng không ạ? Không biết là mọi người có một cái chặng đường ngày hôm nay di chuyển từ những cái địa điểm vui chơi về tới gia đình của mình có lạnh lắm không? Hôm nay Quyên ở ngoài Bắc thấy cũng lạnh quá trời luôn. Quyên chắc chắn là với Quyên thì thời tiết như này là khắc nghiệt lắm đúng không? Tại vì em vừa bị xoang nè, bị khớp nữa cho nên là nó giống như một cái máy dự báo thời tiết đó. Trước cái khoảng thời gian đó là mình rất là bị nghẹt mũi rồi nghẹt phần xoang này, xong phần khớp của mình là cũng cảm giác như các ông bà già là sắp tới rồi. Thế thì Quyên phải chuẩn bị như thế nào đi, bởi vì là từ mai mới là bắt đầu bước vào giai đoạn là rét đậm rét hại nha. Hôm nay vẫn chưa thua nha, hôm nay chưa thua. Ngày mai nhưng mà em nhớ là hình như là khi mà nhiệt độ xuống cũng sâu sâu là các em phải nghỉ học phải không? À đúng rồi, chính xác. Lúc này thì có lẽ là rất là nhiều quý vị khán giả cũng quan tâm là không biết là ngày mai thì thời tiết như thế nào và cụ thể là cái mức nhiệt vào sáng sớm là bao nhiêu, bởi vì là các em nhỏ thì nhiệt độ mà xuống quá thấp là dưới 10 độ thì các em có thể là sẽ được nghỉ học. Mọi người rất là quan tâm. Chúng ta trước khi đợi mọi người vô đông đông xíu cho gửi lời chào tới các quý vị khán giả. Dạ, xin chào bạn Cường Hà nè, Hoàng Thanh Phong, bạn Dương Bùi hồi nãy giờ để hai cái hình. Có một bữa ăn tối chắc hôm nay chất lượng lắm đúng không ạ? Dạ. Chị Lê Thu Phượng nè, xin chào bạn Nguyễn Văn Phú ạ. Dạ. Không biết là hôm nay trong buổi livestream chúng ta có gì thì bây giờ chúng ta quảng cáo trước đi để cho tất cả quý vị khán giả khỏi hồi hộp chờ đợi. Hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ trước tiên là những cái thông tin về không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường này, về nhiệt độ như thế nào này. Và cái thứ hai đó là dành cho những người mà thích chinh phục cái lạnh và yêu thích cái nét đẹp đó, chẳng hạn như muốn săn mưa tuyết hay là băng giá thì khả năng trong tuần này cũng có thể là ở những điểm nào đúng không? Có thể có được may mắn. Rồi và các bạn thân mến, từ sáng mai thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật thông tin thời tiết tại thủ đô Hà Nội thời điểm 6 giờ sáng trong bản tin chào buổi sáng sẽ được diễn ra vào khoảng lúc 6 giờ 10 phút. Thì lúc đó chúng tôi sẽ cập nhật nhiệt độ cụ thể vào thời điểm 6 giờ sáng để mọi người cũng nắm được tình hình. Dạ. Xin được gửi lời chào tới bạn Nông Văn Giang, Vũ Thị Nụ và bạn bạn Bình Bùi đúng không ạ? Bạn nói em mới có nấu cơm giờ này là muộn rồi á. Mọi người giờ này nấu cơm. Đúng rồi. Dạ. 7:30 là tầm này là mọi người đang chuẩn bị bữa tối rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay thực sự rất là xin lỗi mọi người là bởi vì là lên livestream hơi muộn, nhưng mà giờ này thì vẫn còn rất là nhiều người vẫn sẵn sàng chờ đợi và đồng hành cùng với chúng tôi trong cái buổi livestream này. Dạ, lúc này thì em thấy có một số người đặt những cái câu hỏi là ở khu vực phía Bắc như Hải Phòng nè thì như thế nào, rồi còn ở khu vực Nam miền Trung thì hồi nữa lát nghe Hồng Nguyên sẽ bật mí ha, ở Hải Phòng thì chắc là ngày mai trời cũng sẽ rét rồi, rét quá chứ lệ, bởi vì là đúng rồi, thuộc khu vực đồng bằng rồi, xong rồi lại còn gần biển nữa. Dạ. Thì chắc chắn là sẽ rất là rét rồi. Các bạn thân mến, cái hôm nay thì nhiệt độ cũng đã giảm rất là nhiều rồi. Về cơ bản là từ vùng núi xuống tới khu vực đồng bằng của Bắc Bộ là nhiệt độ đều giảm nhiều cả. Dạ. Mà hôm qua nhá, Tùng nhớ là hôm qua mình làm cái bản tin dự báo thời tiết thì dự báo là giảm khoảng 7-8 độ, khoảng 8 độ. Nhưng hôm nay thực tế đã có những nơi giảm 10 độ. Dạ đúng rồi. Thậm chí là còn giảm 13 độ cơ. Hồi nãy có một bạn hỏi Lạng Sơn lạnh không? Dạ lạnh lắm. Lạnh lắm. Với Quyên là lạnh quéo luôn, 11 độ C là. Đúng. Dạ. Lạng Sơn là gần như là nơi lạnh, một trong những nơi mà lạnh nhất là chỉ có 11 độ C thôi. Dạ đúng rồi, rét này tuổi cao là mệt chết lắm đúng không? Dạ bạn Thanh Xuân, cái này là Hồng Quyên xác nhận. Bây giờ mình ở cái độ tuổi mà xương khớp nó bắt đầu thể hiện rất là rõ. Wow. Hiểu cái đó lắm ạ. Chúng ta đã có 320 khán giả rồi, cảm ơn và xin chào tất cả mọi người nha. Ở Bắc Giang bây giờ đang có một chút mưa nữa, hỏi là đêm nay liệu có tạnh cái cơn mưa đó không? Nói chung là mưa thì cũng nó cứ rải rác như vậy mọi người ơi. Đợt này là combo gọi là mưa và rét mà. Tất nhiên không phải là lúc nào cũng mưa, mà là mưa nó cứ thi thoảng, nó có thể là bất chợt ở trong ngày. Đợt này cái đặc điểm của cái không khí lạnh tăng cường là như vậy. Dạ, sẵn trả lời câu hỏi của bạn Hà Bắc luôn. Một số anh chị nào mà hỏi về vùng núi đó thì ở những cái vùng núi cao là rét sâu lắm anh ha. Như là ở Lạng Sơn nè, ở Yên Bái nè, thì trời ơi phải lạnh. Đối với Hồng Quyên là ví dụ mọi người dùng từ rét đậm, rét hại cảm thấy buốt, đối với Quyên là cống, và thậm chí là giống như trong từng cái thế tịch của mình với Sương đó là nó bỏ trong cái tủ lạnh ngăn đông xong được gói lại luôn. Quyên có vẻ là rất là sợ với thời tiết này đúng không? Em sợ khủng khiếp cái thời tiết này. Và cái thời điểm này thì cũng rất là nhiều người quan tâm đến các cái đỉnh núi cao, mọi người mong muốn là đi để săn tuyết. Yeah. Không biết là có tuyết hay không. Thế thì theo những cái dự báo của chúng tôi thì hoàn toàn là tuyết là có thể là sẽ xuất hiện, bởi vì là nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc bắt đầu tính từ ngày mai nhá, là miền Bắc sẽ rét đậm rét hại trên diện rộng. Thì
vùng núi nó chỉ khoảng là 3 đến 6 độ thôi, và vùng núi cao có những nơi là sẽ xuống dưới 0 độ, thì cái khả năng xuất hiện tuyết là hoàn toàn có thể. Dạ. Và bản thân là các biên tập viên của chúng ta cũng sẽ có các anh chị đến những cái điểm vùng núi cao để săn tuyết. Chẳng hạn như là ở Sapa, thực ra là trong tuần này mà nếu mà những người nào cũng dành thời gian gọi là đi du lịch cuối năm á, thì biết đâu có một cái sự may mắn là về đêm và sáng thì trời khá là lạnh, thậm chí có những lúc nó xuống cái mức 0 độ luôn á. Mọi người nhớ chuẩn bị áo ấm nha. Hồi nãy Quy nhớ có một bạn, anh Tùng ạ, bạn nói là ngày mai em lấy vợ ở Lai Châu. Bạn hỏi ngày mai trời lạnh như vậy, em làm sao? Không phải lạnh đâu bạn ơi, trời không lạnh mà là trời rét. Trời rét. Chứ ủa, nếu mà lạnh như vậy là mọi người ngoài Bắc khi trời rét thì vẫn mặc áo dài hết, rồi bên trong có dán cái miếng thần kỳ thì mọi người sao? Bây giờ nói chung là mọi người phải thích nghi thôi, chứ bây giờ làm sao, đúng không? Bây giờ thế chẳng nhẽ là chúng ta là hoãn là không được, đúng không? Một cái niềm vui lớn như thế, không sao cả. Đấy là việc của ông trời, đúng không? Chúng ta thích nghi. Thì bây giờ mọi người sẽ nghĩ ra nhiều cách, ví dụ như là như Quyên gợi ý là chúng ta có thể dùng miếng dán này, dạ, hoặc là chúng ta dùng các cái loại áo khoác đủ dày, đúng không? Thì những lúc nào cần chụp ảnh thì chúng ta có thể là bỏ ra, hoặc là bình thường thì chúng ta khoác thêm vào thì cũng thích nghi được với cái thời tiết như thế này. Mà bạn Tuấn yên tâm, lúc đó là có cái sự hồi hộp tự nhiên cái mình sẽ có quên luôn. Dạ quên luôn mà mình cảm giác trong người còn nóng hơn ngực hơn nữa. Dạ có. Quyên phải ngồi lui vào đây một tí này. Thôi, em... Đó. Rồi. Ok. Khớp quá hả? Rồi. Dạ. Bạn Nam Sài Gòn này, bạn Nam Sài Gòn có ở Sài Gòn không ạ? Bạn Nguyễn Thuận hỏi Nghệ An, trời ơi, Nghệ An lạnh lắm. Ở khu vực Nghệ An lạnh Trung, rồi, lạnh mai rồi. Lạnh đó. Bắc miền Trung và cũng rất là gần với phần gọi là miền Bắc nữa, sát nữa. Nên là thời tiết về cơ bản là giống như các cái tỉnh thành của miền Bắc thôi. Bạn Trà My có hỏi là giáp Tết có mưa không anh? Nhưng mà mọi người hình như thích là Tết là phải mưa đúng không? Mưa nó mới tạo ra không khí mùa xuân. Chính xác, ở ngoài Bắc này mọi người đều có cái cảm nhận như thế. Nếu mà Tết mà thời tiết mà lạnh lạnh này hoặc là rét này, xong rồi có một chút lất phất mưa xuân ấy, thì cái cảm giác Tết nó rất là rõ. Và mọi người sẽ có những cái gì đấy nó hoài niệm và nhớ về những cái ngày xưa ấy, kiểu như vậy. Đó, đặc trưng ngoài này như vậy. Bạn Nguyễn Thiện Nguyệt, bạn Dương Thị Hằng, ủa gì, Lai Châu chỗ nhà em vẫn áo cọc nha. Vậy là bạn chịu lạnh tốt hả? Wow, trời này mà áo cọc đi là cũng là rất là khỏe. Hay là bạn theo cái xu hướng là chữa lành cơ thể và tâm trí bằng không. Cách là tắm lạnh. Nhưng mà... Có một cái kiểu đó, cái kiểu là mình ra để mình chịu lạnh để bắt cái cơ thể mình nó học cách thích nghi. Thích nghi. Dạ. Và mình chữa bệnh thông qua cái phương pháp đó. Nhưng mà cái đó là mình thấy ở mấy nước như Thụy Điển đang mặc chứ ở đây chưa từng nghe. Hà Nội ngày mai thế nào? Đầy dồi vậy. Hà Nội ngày mai rét rồi mọi người ơi. Hà Nội ngày mai chỉ khoảng 13 độ thôi. 13 độ thôi mọi người ạ. Ban ngày 13 độ và ban đêm là chỉ có 9 đến 10 độ thôi. Yeah. Tức là rất là rét, rét đậm. Rét đậm, thế nên là mọi người cần phải giữ ấm nước cơ thể nhé, không được chủ quan mọi người ạ, không được chủ quan trong cái thời tiết như thế này. Chị My này có hỏi Hà Nội sao, không biết là chị có em bé chưa, nếu mà có và bé đang đến tuổi đến trường mà nếu ngày mai nhiệt độ thấp dưới 10 độ là em bé được ở nhà. Đúng rồi. Cũng phải chuẩn bị cái lịch để xem là có ai hỗ trợ gia đình giữ con giùm mình nè, rồi mình cũng đi làm nữa. Mọi người đang rất quan tâm sáng mai như thế nào, vậy thì chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là sáng mai trong bản tin chào buổi sáng của chúng tôi thì cũng sẽ cập nhật cái thông tin dự báo thời tiết, cụ thể là về nhiệt độ thời điểm 6 giờ sáng. Trong bản tin chào buổi sáng vào lúc 6 giờ 10 phút. Dạ. Và ngoài ra thì sáng ngày mai chúng ta cũng có anh biên tập viên Quốc Sáng cũng sẽ live view, tức là dẫn trực tiếp vào hai thời điểm. Anh sẽ cho mọi người biết cái thời điểm ở cái lúc mà live view trực tiếp là lúc đó cái nhiệt độ ngoài trời như thế nào, và chúng ta sẽ biết được là ngày mai đó, ngoài cái lịch trình công việc thì mỗi một gia đình sẽ có thêm một cái kế hoạch B để xem là có phải là con của mình ở nhà thì ai giữ con đây hay đưa con gửi đi đâu nha. À đấy, lại dạ. Thêm gợi ý của Quyên đúng là chúng ta cũng sẽ phải có những cái sự dự phòng đúng không? Dạ đúng rồi. Là trong tình huống đấy thì sẽ là phải dạ, như thế không, nào? Dạ, không, có cuối năm rồi anh công nhận không? Công đúng việc rồi. Thì nhiều, đầu tắt mặt tối, phải lo nhiều thứ lắm. Ôi, hôm nay Quyên có để ý là số người xem tăng rất là cao không? Dạ, 488 wow, rồi. Cảm ơn mọi người. Gần 500 người. Mọi người có thể là share cái buổi livestream này nếu như mọi người cảm thấy là nó hữu ích và nó giúp cho nhiều người bạn của mình có thể là biết thêm các thông tin về thời tiết mọi người nhé. Dạ. Các quý anh chị đa phần ở đây em thấy ở khu vực phía Bắc đúng không? Nhưng mà cũng có nhiều bạn hỏi khu vực phía Nam, lát nữa cho em chia sẻ một chút phía Nam. Tại vì là thực ra thì thời tiết phía Nam hiện giờ là đang ổn lại, hơn, ít ảnh hưởng tới sức khỏe mình hơn, cho nên em ưu tiên phía Bắc chút xíu. Mà thời tiết các khu vực trên cả nước thời điểm này nó rất là khác nhau luôn nhờ. Miền Bắc thì đang gọi là rét, cực rét như thế. Dạ. Thì miền Nam lại... Không, miền Nam cũng có chia sẻ sáng sớm, miền Nam có hưởng lạnh. Một chút xíu lạnh. Nhưng lạnh, mà lạnh. Cái đó, cái cảm giác lạnh đó miền Nam thích. Tại vì là nó làm dịu đi cái nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều đó ạ. Nhưng mà khu vực Nam miền Trung vẫn là nơi mà bây giờ đẹp nhất, lý tưởng nhất. Nắng ấm, nắng ấm. Cát trắng nắng vàng, quá đẹp luôn. Tuyệt vời mọi người ạ. Nếu mọi người đi xuống khu vực như là ở Quy Nhơn này, rồi là ở Phan Thiết này, đều là những cái nơi mà có biển đẹp ấy. Dạ. Và thời điểm này, ngày mai thời tiết rất đẹp mọi người ạ. Tạnh ráo nhá, có nắng nhá, mà lại không hề bị nóng.
Sướng quá trời ha. Bây giờ phải chi mà. Hồi nãy có một bạn nói là thôi để em ship nắng từ miền Nam ra miền Bắc cho đỡ lạnh như mọi người. Một ngàn cái tim luôn. Và đặc biệt là Quyên rất là thích, và Quyên sợ lạnh, sợ rét. Sợ lắm. Cái trend di chuyển mỗi người quan trọng lắm. Liệu trong tuần này trẻ có được nghỉ một vài ngày không? Dạ nhà mình không biết là có trẻ nhỏ chứ anh chị. Không biết là hỏi từ liệu này là thấy là vui, là cho con mong con ở nhà hơn hay là... Khán giả Phạm Linh Trang sợ ạ. Thật ra theo dự báo là trong cả tuần này là sẽ rét đậm rét hại đấy ạ. Nói chung là kéo dài trong cả tuần. Và cái mức nhiệt nó cũng rất là nhạy cảm. Tức là nó xoay quanh cái khoảng 10 độ. Thế nên là mà cứ 10 độ, dưới 10 độ là các em được nghỉ mà. Thế nên là chúng ta cũng... Các bạn hãy theo dõi nha các bạn nhé. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cái thông tin về nhiệt độ trong bản tin chào buổi sáng vào khoảng 6:10 mỗi ngày. Thì các bạn hãy truy cập, hãy xem nhé, để có thể là cập nhật. Ngoài ra thì chúng ta cũng truy cập vào fanpage dự báo thời tiết VTV này, rồi là thời báo VTV nữa. Dạ, có rất nhiều kênh để coi, mọi người nhớ nha, có thời báo VTV nè, có fanpage của chúng tôi. Và hiện tại thì chúng tôi cũng đang live trên một nền tảng khác, đó là trên TikTok nữa. Đó. Mọi người có thể xem rất là nhiều kênh khác nhau, và chỉ cần có một cái điện thoại thông minh, đừng bỏ quên VTV thời tiết là được ạ. Dạ. Tiếp tục với câu hỏi của mọi người xem ai, mọi người hỏi gì nào? Hỏi nhiều lắm ở khu vực miền Bắc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang. Em thấy nãy giờ mọi người hỏi rất nhiều, có những nơi đang mưa nữa. Họ cũng hỏi là liệu có còn mưa hay không? Ngày mai, ngày mốt có mưa nữa không? Nguyễn Văn Dũng hỏi là cho mình hỏi 29 nắng ấm không ạ? 29 em xuất ngũ. Nhưng mà 29 thì không biết là bạn đang hỏi là 29 hay là 29 chắc là dương tháng này, 29 tháng này, tháng này, cuối tháng này. Nhưng mà bạn ở khu vực nào ta? Cho Nguyễn biết thêm chi tiết được không? Nói chung là các bạn ơi, ở miền Bắc ấy, thì ít nhất là trong tuần này nhá là rét nhá, rất rét luôn nhá. Và cái rét nó còn tiếp tục, sẽ có thể là kéo dài trong cả tháng 1 này. Nói chung là rét rất nhiều. Thời tiết về cơ bản sẽ là rét. Các bạn hỏi rất là xa nha, chủ nhật tuần sau ở Phú Thọ như thế nào? Cả một tuần sau miền Bắc của mình lạnh sâu anh ha. Cả một tuần luôn á. Cả một tuần lạnh rất là sâu. Dạ, dạ. Nam Định ngày mai thời tiết như thế nào? Dạ cũng rét, rét lắm ạ. Ở đồng bằng thì nó đỡ rét hơn mình ở khu vực vùng núi thôi, nhưng mà rét lắm. Nói chung là các bạn ơi, tất cả miền Bắc luôn đi cho nó gọi là nhanh. Mọi người dễ hình dung, tức là nếu mà các bạn có hỏi ở nơi này nơi kia nhưng cứ ở trong miền Bắc thì ngày mai sẽ là rét thôi. Giống nhau đi hết ra ngoài là cái chiếc áo phao ấm, áo lông vũ, các loại phao phao nào mà ấm nhất là để ra mặt là đảm bảo ạ. Có một lời khuyên dành cho quý vị các bạn là trong thời tiết rét như thế này thì chúng ta sẽ mặc nhiều cái lớp áo khác nhau sẽ có lợi hơn. Cảm giác giữ ấm tốt hơn. Ví dụ như mình vào văn phòng ở đây, ví dụ mọi người thấy là anh Tùng anh mặc vest đúng không? Quyên mặc áo cộc tây, bởi vì ở đây họ sử dụng điều hòa sưởi. Nên là thể đúng, là cởi ra bớt được. Đúng rồi, đúng rồi. Nên lựa chọn quần áo 2-3 lớp thì nó phù hợp với một số cái nơi mình di chuyển ha. Nhiều người xem với 487 lượt xem. Dạ. Tiếp tục với câu hỏi của mọi người ạ, khả năng có mưa nhiều không ạ? Khả năng có mưa nhiều mà ở vùng nào? Dạ bạn Toàn, bạn Dũng có nói lại rồi, bạn ấy ở Quảng Bình anh ạ. Quảng Bình thì cũng lạnh bạn. Quảng Bình thời tiết cũng là gọi là lạnh lạnh nhưng mà nó đỡ hơn. Như, em nhớ là từ Đồng Hới đi trở vào xuống. Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Trị. Đồng Hới ở Quảng Bình thì trở vào thì nhiệt độ có phần ấm hơn một chút so với khu vực miền Bắc. Nhưng mà cũng bắt đầu từ ngày là chiều mai, từ chiều mai trở đi là cũng có những cái tác động nhất định từ không khí lạnh. Tất nhiên là cái mức độ thì nó không thể nào rét như các tỉnh ở miền Bắc được, các tỉnh thành miền Bắc. Chúc mừng bạn nha, cuối tháng này là mình được xuất ngũ về với gia đình của mình rồi, ăn Tết năm nay vui lắm ha. Tết năm nay giờ này các anh chị đã chuẩn bị gì chưa? Nhưng mà chắc chắn là giờ này mọi người đang chuẩn bị để có một bữa cơm tối rồi. Trà My hỏi là Tết có rét hay không? Tết? Trời, câu hỏi này giờ sợ quá. Nói mà lỡ tới đó không quá lạnh như mọi người mong muốn cái mọi người vỡ nữa. Thế nên là bao giờ là chúng ta cũng sẽ phải nói ở một cái mức độ tương đối thôi mọi người ơi. Dự báo thì nó cũng chỉ là một cái mức độ tương đối chứ nó không thể nào 100% được. Nhưng... tính đến thời điểm hiện tại, những cái dự báo của chúng tôi cho thấy là Tết này thì có thể là chúng ta cũng sẽ có cái thời tiết nó là thời tiết lạnh, gọi là rét về ban đêm và sáng sớm là lạnh vào ban ngày. Dạ, vậy cũng là một thời tiết Quyên nghĩ là lý tưởng để cho mình mặc áo súng xính đúng vào các dịp Tết rồi. Có một bạn hồi nãy hỏi cái câu hay lắm, hỏi ở Phiêu Bắc có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết không kìa? Phiêu Bắc Cao Bằng đúng không? Đó. Phiêu Bắc, trời ơi. Đúng rồi. Em chưa có lần đến bao giờ. Đấy là một trong những nơi mà được dự báo là cũng có thể có hiện tượng băng giá và mưa tuyết xảy ra. Phiêu Bắc của Cao Bằng, Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Mình có Đồng Văn ở Hà Giang. Đồng Văn, Hà Giang, chính xác. Rồi là ở đỉnh Phan Xipang này hoặc là ở... Thực ra ở Sapa là khả năng là có đúng thể không? Mình đón cái mức nhiệt là khoảng 0 độ C rồi. Chắc chắn là ngày mai nhá,
thì sẽ khá là nhiều người sẽ đổ xô về Sapa. Tùng tin là như vậy. Dạ. Mọi người, những ai mà yêu thích kiểu như là khám phá và mong muốn được săn tuyết đi thôi mọi người. Trời ơi, cái đó nó giống như trúng xổ số độc đắc đó, anh có chịu lạnh mấy cũng được. Người miền Nam rất là thích đi săn cái dịp mà có băng giá mưa tuyết này luôn. Thì nhiều người thích mà, nhiều người dạ. thích mà, người ta không sợ cái thời tiết khắc nghiệt luôn. Nhưng mà đến đó thì các bạn cũng phải lưu ý là chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình những cái vật dụng, các thứ phải đầy đủ mọi người nhé. Ví dụ như là quần áo như thế nào, rồi là bốt ủng như thế nào này, rồi là các cái loại khăn hay là các thứ phải đầy đủ, kể cả thức ăn và thuốc men nữa. Có nhiều bạn nói là Tết năm nay không có tiền buồn, không sao, không có tiền mình có từng cái đó mới quan trọng, cái tiền không năm nay năm sau mình kiếm có sao đâu. Bạn lại đụng vào cái nỗi buồn của mình, đang vui tự nhiên bây giờ bạn lại nhắc đến tiền. Ăn xong là quên liền, đảm bảo ăn xong nó sẽ có những cái hormone hạnh phúc được tự cơ thể mình nó bơm lên, mình quên liền. Đêm nay miền Bắc nhiệt độ hạ nhiều không ạ? Đêm thì chắc chắn là sẽ còn rét hơn ban ngày rồi. Và từ ngày mai thì còn rét hơn nữa bạn nhé. Dạ, ở Cao Bằng khu vực phía Bắc thì cũng vậy thôi. Nhưng mà em thì em vẫn nhớ những cái ngày tháng em lên Cao Bằng, trời ơi nó rét. Và đặc biệt em vô cái động Ngườm Ngao á, bình thường động là anh biết nó đã lạnh, đã lạnh vào rồi. Trong đó nó còn lạnh khủng khiếp hơn nữa. Không biết là giờ này thì cảnh sắc ở trên Cao Bằng thì có đẹp không, nhưng mà vào cuối năm em thấy mọi người hay đi vùng núi lắm, đi Hà Giang nè, đi Sapa nè, đi Cao Bằng, một trong những cái điểm đến mà đối với những người miền Nam là họ bao giờ cũng sẽ muốn chinh phục những nơi đó. Ngày mai Hà Nội có mưa to không? Mưa to thì khả năng là không. Có mưa thôi nhưng nó chỉ là những cái cơn mưa gọi là lất phất và gọi là mưa phùn đấy, mưa nhỏ mưa phùn thôi. Nhưng mà thật ra cái thời tiết như thế này thì chất lượng không khí có vẻ cũng không được tốt lắm. Về cái chất lượng không khí ở cả hai miền luôn nha. Ở Hà Nội và Sài Gòn thì đều phải lưu ý nha các quý vị khán giả. Không biết ở đây có anh chị nào đến từ Sài Gòn không ạ? Hà Thu bảo là miền Bắc đang bình thường ấy chứ rét mấy đâu. Thế à? Thì đúng rồi, thật ra hôm nay cũng không phải là quá. Cũng là rét nhưng mà chưa phải là với Quyên là quá rét à? Em thấy thôi, thế đó được. Chứ hôm nay bao nhiêu độ? Hôm nay Hà Nội bao nhiêu độ? Hôm nay Hà Nội của mình hả? Hà Nội hôm nay chắc là khoảng 18 cỡ đó. 15, 16, 17, 18 thì đó, khoảng đó. Chưa phải là quá rét, chính xác. Bắt đầu từ ngày mai rét hơn mọi người ạ. Trời ơi, mọi người lo có mưa không, bởi vì mưa nó buốt phải không mọi người? Mà mưa mà mình chạy xe máy nữa, các quý anh chị là nhớ là trang bị cho mình một cái đôi găng tay là có khả năng để chống được nước mưa nữa nha. Nó ấm thì được nhưng mà phải chống nước mưa nữa, đỡ tê. Hà Tĩnh ngày mai mưa chưa ạ? Hôm nay thấy đang nắng nóng. Hà Tĩnh hôm nay mà nắng nóng làm sao được? Đâu, bây giờ thôi mọi người vậy đi, mọi người cho Nguyên với anh Tùng xin một cái bức ảnh đi, gửi thêm ảnh nữa và đăng ở trên Facebook, nếu mà thực sự là mọi người chứng minh là mặc áo cộc ở trời rét hay là mọi người ở đó là có nắng nè, bằng chứng đúng không? Chắc chắn là thời tiết VTV thời tiết của chúng tôi là đang có một cái phần chuyên mục sẽ làm riêng đúng không anh, là mình làm trên cái trang Dự Báo Thời Tiết những cái chuyên mục rất là riêng, trong đó có một chuyên mục là chuyện trăng sao, tức là lý giải tại sao lại có những cái tình huống đặc biệt như vậy nó phát sinh ở tại Việt Nam. Các quý vị có thể theo dõi trên TikTok nha. Quy Nhơn thời tiết thì đẹp lắm. Quy Nhơn đẹp lắm. Quy Nhơn thời tiết. Nam miền Trung lúc này Duyên Hải, Nam miền Trung đang quá đẹp luôn. Ở Quy Nhơn có món bánh tráng, bánh xèo. Quy Nhơn đồ ăn ngon nha. Ngon, rất ngon. Nhiều món ngon nha. Mà lại cái bờ biển nó bao quanh ở trong thành phố luôn. Đi chơi buổi sáng thì tập thể dục, mọi người đánh bóng chuyền, không khí rất là vui nhộn. Nhưng đến buổi tối là ở đó trở thành một cái không gian là ngồi bên bờ biển rất chill. Có những quán cà phê vô cùng đẹp. Lên eo gió để chụp ảnh cũng đẹp nha. Dạ, đúng rồi. Ở Quy Nhơn có eo gió chụp ảnh rất đẹp. Chị Thanh Xuân, Nguyễn Uyên, hình như lần trước chị cũng là người giành được cái phần thưởng một cái chiếc logo VTV đúng không ạ? Dạ, điều đó là ở trong miền Nam có nắng. Khán giả Dương Đức Hải, chào biên tập viên, sáng mai 7 giờ Hải Phòng thời tiết như thế nào? Rét. Nhưng mà có xuống 10 độ hay không thì sáng mai anh hãy cập nhật thông tin ở trên chương trình Chào Buổi Sáng của VTV anh nhé. Ở khoảng 6 giờ 10 phút anh theo dõi trên VTV là chúng tôi sẽ có cái thông tin cụ thể về nhiệt độ ạ. Anh, rất nhiều người bình luận nói là Hà Tĩnh hôm nay nắng mà bật quạt luôn đấy. Anh ạ, thôi bây giờ các anh chị chụp giúp tấm hình đi ạ, hoặc quay một cái video và đăng lên Facebook của chúng em, hoặc là bình gửi qua cái nền tảng TikTok là Dự Báo Thời Tiết nha các anh chị. Để lại cho chúng em bình luận xin cái phần thông tin ở bên dưới, rồi có gì sẽ nhờ các chuyên gia thời tiết lý giải tại sao có những cái tình huống ngược đời như vậy. Quảng Ngãi tuần tới ra sao? Tuần tới là tuần sát đây anh ha. Ở nhiệt độ Quảng Ngãi thì để em xem, Quảng Ngãi cũng khá đẹp. Vừa phải, dạ, nói chung là cũng không có cái gì đặc biệt lắm. Tạnh giáo và nhiệt độ ở mức vừa phải. Bãi biển Quy Nhơn đẹp hơn Đà Nẵng do có các vàng. Bãi biển ở Quy Nhơn à? Thật ra cả Quy Nhơn và Đà Nẵng anh thấy đều đẹp.
Em cũng thấy vậy, mỗi người một cảm quan. Cái cát vàng đặc trưng ở ở Quy Nhơn hay là ở đoạn Sa Huỳnh đúng không ạ? Cùng chất liệu cát. Dạ. Đà Nẵng biển cũng đẹp mà. Đúng không? Đà Nẵng biển em cũng đẹp. Em nghĩ chắc là cái cảm của mỗi người đó, cái cảm mỗi người, giống như ví dụ Quy Nhơn thích nhất là cát ở Phú Quốc, nhưng mà nhiều người sẽ thích cái cát vàng hột to như ở Sa Huỳnh đó, hoặc là ở Quảng Ngãi thì bạn nói cũng đúng, tùy mỗi người ạ. Tết âm Hà Nội có rét không? Theo dự báo mới nhất thì có thể là rét về đêm và sáng sớm ạ. Ban ngày thì được dự báo là trời lạnh. Còn thông tin cụ thể hơn thì sát ngày thì các bạn hãy truy cập theo dõi các bản tin của chúng tôi nhé. Dạ, Quảng Ngãi nhiệt độ tuần tới nói chung là khá là ổn định, không có gì quá đặc biệt đâu ạ. Còn ở khu vực phía Bắc thì mới sợ vậy. Rét đậm rét hại, mọi người cứ lo là có mưa không anh ơi. Mọi người sợ có mưa. Đợt này à? Dạ. Mưa nhưng mà mưa không, lượng nó không quá lớn, gọi là mưa nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Chị Thu hỏi một cái câu từ đầu chương trình mình đã đây này, bây giờ có ngày đúng mai, có được nghỉ học không cái khán giả à? Dạ. Khán giả Nguyễn Thị Hoài Thu hỏi cô quan trọng này, ngày mai học sinh được nghỉ học không? Dạ. Trời ơi, bây giờ phải tùy thuộc vào nhiệt độ như thế nào mà người còn ạ? Trước cái giờ các em đi học hay là không thì cái điều đó mới quyết định được là các em đúng có được rồi, nghỉ học hay không. Chính xác. Nên là sáng mai thôi thì ở nhà chị Thu ơi, mình chuẩn bị luôn kế hoạch B là giả sử con mình nghỉ học thì ai giữ giùm? Phương Anna. Ăn uống thì sao? Phương Anna đúng không? Phương Anna đi dạ. Học phương án B ở nhà, phương án C ai trông hay là cho nghỉ cả tuần. Là đa số mọi người đây đến từ khoảng miền Trung trở ra tới khu vực phía Bắc thôi, hỏi Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Nhà, Nam Định, Hà Nội đều trong tuần tới mọi người ở khu vực phía Bắc đều khả năng mưa và rét, rét đậm rét hại luôn á, các anh chị chúng ta lưu ý. Hà Nội mưa đến hôm nào vậy ạ? Bạn La Kim Thoa như mình đã chia sẻ đó, mưa thì các bạn cũng không phải đáng lo ngại lắm, bởi vì thật ra là mưa nó cũng nhỏ thôi, chủ yếu là cái cảm giác rét mới là cái điều mà mọi người phải bận tâm. Rét thì nó diễn ra. Dạ, cho đây là trả lời luôn cho câu hỏi của bạn Tinh Quán, bạn Trung Kiên đúng không ạ? Lá rơi về đâu? Mưa lạnh là chắc chắn xảy ra trong tuần tới, thậm chí là buốt luôn ạ. Lá rơi về đâu? Comment lạnh kèm theo